quá trời giờ nè, xài bóng đèn nhiều nha, nên là cần inbox là gửi qua hãng mới nha, chứ giờ không chụp chi tiết từng con được anh em ạ. Từ từ quá, cho con 10 giây nữa đó, giới thiệu sơ đó anh em biết là đài bóng đèn của Đức nha, nè của Đức nha, đủ hiệu đó nha, đài bóng đèn của Đức cô nha, 50-60 năm để lên đây. Mà nếu anh em nào thích thì chút xíu mình mới chụp hình từng con thì con, rồi anh em nào cần là vô inbox hay Zalo xong rồi mình gửi qua một số mẫu đó anh em xem được không, chứ giờ đơn đóng là không môi từng cái được đâu, liền là gấp là không được nha anh em. Rồi